Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Tarot của mình. Trước khi bắt đầu thì mình có một số điều muốn chia sẻ. Điểm đầu tiên là mình rất là hay bí từ. Đôi khi mình sẽ không tìm ngay được cái từ hay là cái cách diễn đạt trong tiếng Việt để giải thích một lá bài hay là một cái thông điệp nào đó. Thì mình hy vọng các bạn có thể thông cảm và kiên nhẫn với mình. Mình nghĩ là trong khi mà mình làm nhiều video hơn và giải thích những cái lá bài này bằng tiếng Việt nhiều hơn thì mình sẽ quen và nó sẽ trơn tru hơn. Cái thứ hai là đây chỉ là bài những bài dự đoán chung trong cả một cung, cho nên có những thông điệp nó sẽ không không phù hợp với hoàn cảnh của một cá nhân cụ thể. Thì nếu các bạn thấy một cái thông điệp nào đó nó không thực sự dành cho mình, nó không hoàn toàn đúng với cái hoàn cảnh cụ thể của mình, thì hãy biết rằng nó không dành cho mình mà nó dành cho một người khác thuộc cung của mình. Điểm thứ ba là ngoài cung mặt trời, tức là cái cung dựa ở trên ngày sinh của các bạn, thì các cung có ảnh hưởng rất lớn đối với mỗi chúng ta, đó là cung mặt trăng, điểm mọc và kim tinh. Kim tinh thì nếu các bạn muốn nhận thêm được thông điệp về tình yêu thì cái cung kim tinh nó sẽ là cái cung rất là quan trọng để nhận được thông điệp về tình yêu. Thì các bạn có thể dùng cái link mà mình để ở bên bên dưới cái description box đây để các bạn lập được lá số của mình, và từ đó các bạn sẽ biết được cung điểm mọc, mặt trăng và kim tinh của mình. Cho nên nếu các bạn thấy cái thông điệp trong cái cung mặt trời, bài dự đoán trong cung mặt trời của mình nó không phù hợp, thì các bạn hãy tham khảo thêm cả cung mặt trăng, điểm mọc và kim tinh để có thêm thông tin nhé. Ví dụ như là cung mặt trời của mình dựa trên ngày sinh đó là Bảo Bình, nhưng cung mặt trăng và điểm mọc của mình là Nhân Mã, còn kim tinh của mình là Dương Cư, thì mình luôn check tất cả những cái cung đó để có được một cái bức tranh trọn vẹn nhất. Bởi vì nhiều khi mình thấy cái thông điệp của cung mặt trời nó không phù hợp với mình, nhưng mình lại tìm thấy được những cái thông tin rất là hay và đáng giá với cái cung mặt trăng, điểm mọc và kim tinh. Cho nên các bạn hãy lưu ý điều này nhé. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. Xin chào Cứ Giải, chào mừng các bạn đến với video dự đoán tình yêu tháng 2 của các bạn. Mình sẽ rút 3 lá bài từ bộ bài The Romance Angels Oracle Cards của Doreen Virtue để nhận được 3 cái thông điệp chính mà Cứ Giải trong tháng 2 cần được biết. Có thể những cái message, cái những cái thông điệp này nó sẽ dành cho những nhóm Cứ Giải khác nhau. Thì mình sẽ dựa trên những thông điệp mà mình nhận được để xem là đó có phải là một thông điệp xuyên suốt hay là hay là đó là những cái thông điệp riêng dành cho những nhóm Cứ Giải khác nhau. What is the message for Cancer, February, in love, please enjoy me. What is the message for Cancer? Wow. Lá đầu tiên chúng ta có là soulmate. Yes, this is your soulmate. Hai lá bài tiếp theo chúng ta có đó là worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Thông điệp cuối cùng là finances and career. Financial issues are fraught. lá bài cuối cùng mà chúng ta có đó là finances and career. Thông điệp là financial issues are a factor in your love life right now. Mình sẽ rút thêm 3 lá bài từ bộ Rider Waite Tarot để làm rõ thêm những cái thông điệp này. Có thể trong những video sắp tới thì mình sẽ có những trải bài khác với những cái format khác để làm rõ thêm những cái thông điệp. Okay.
soulmate. Các bạn có hai jump card, đó là Knight of Cups và Four of Swords. Bởi vì hai cái lá này nó nhảy ra, cho nên mình sẽ lấy cả hai. Và ở cuối bộ bài chúng ta có Five of Pentacles. Ok, let's begin. Lá đầu tiên mà các bạn có đó là lá mà mình yêu thích nhất trong bộ bài này, đó là Soulmate. Chắc chắn là khi mà ai cũng muốn có được nhận được cái confirmation là người mà mình đang quen hay là đang có cảm tình, đó là soulmate của mình. Nếu các bạn có quen ai đó đang phân vân không biết là cái người đó có phải là người dành cho mình hay không, hay là các bạn mới bắt đầu một cái chuyện tình cảm, có thể là chưa lâu hoặc là mới chỉ chớm nở và đang có cảm tình với một ai đó, đang có rung động với một ai đó, và các bạn cảm thấy giữa bạn và người này có một cái mối liên hệ đặc biệt, nó khó giải thích bằng cái logic thông thường. Ví dụ gặp khi bạn mới gặp, các bạn đã cảm giác như là hai người đã biết nhau từ rất lâu rồi và đã có ngay cái cảm giác thân quen và không có gì ngại ngùng như là thường khi mà lúc mới quen thì chúng ta thường rất là muốn giữ những hình ảnh đẹp cho nhau và thường rất là muốn để lại những cái ấn tượng tốt đẹp nhất về nhau. Cho nên là cái thời gian mới quen có thể chúng ta không hẳn là chúng ta, tức là chúng ta không hẳn là cái phiên bản thực nhất của chúng ta với người kia, nhưng mà khi soulmates gặp nhau thì họ có cái sự nhận ra nhau từ linh hồn và con tim, cho nên họ rất là dễ bắt nhịp cùng nhau và ngay lập tức cảm thấy như là đã thân quen từ rất lâu rồi. Thì nếu bạn có cái connection đó, cái liên kết đó với ai, hoặc là bạn đã quen người này trong một mối quan hệ sâu sắc được khá là lâu, thì thời gian không quan trọng, mà cái quan trọng là cái cảm giác khi mà bạn ở bên người đó và cái cảm giác nhận ra nhau khi bạn mới gặp nhau. Thì nếu bạn có cái cảm giác như vậy thì đấy chính là cái soulmate của các bạn. Nhưng các bạn cũng nên biết rằng cái mối quan hệ giữa những soulmate với nhau nó không phải lúc nào cũng là màu hồng, nó thực ra rất là nhiều sóng gió, bởi vì nó thách thức chúng ta thay đổi, hàn gắn, hay là để trở nên tốt hơn, để trở thành những cái phiên bản tốt hơn, tốt nhất của bản thân mình. Cho nên soulmate relationship không nhất thiết là lúc nào cũng là những tình yêu hoàn hảo màu hồng. Cái lá bài đi kèm với cái lá soulmate này là The Hermit. Thì như mình nói đó là những cái soulmate relationship nó như là động đất. Tức là cái âm hưởng của nó cái dấu ấn hay là cái tác động của nó lên cái bản chất của con người chúng ta nó rất là mạnh mẽ, và nó buộc chúng ta phải đi sâu tìm hiểu bản thân mình. The Hermit là một cái lá của người độc hành. Lá này là của cung Virgo, cung sử nữ, thì có thể soulmate của bạn là một sử nữ, hoặc là người thuộc cung đất là Taurus, kim ngưu hoặc là dương cưu, nhưng không nhất thiết là phải là của cung đất, mà một người nào đó có thể là mang rất là nhiều những cái tính chất, những cái phẩm chất, những cái tính chất của cung đất, đó là rất là thực tế, rất là kiên trì. Một khi đã quyết tâm làm việc gì thì luôn làm việc, làm tới cùng. Có thể họ không được lãng mạn, không được bay bổng lãng mạn, mà họ rất là thực tế, nhưng họ cũng rất là quan tâm, biết cách quan tâm chăm sóc và đem đến những cái giá trị thực, chứ không chỉ là
nói suông bằng lời, hay là không chỉ lúc nào cũng bay bổng với những lời lẽ hoa mỹ, mà họ rất là thực tế và họ là người của gia đình. Thì với cái The Hermit Today cộng với cái Soulmate Relationship thì mình cảm thấy cái thông điệp đó là cái Soulmate Relationship này, cái mối liên hệ với cái người Soulmate này, nó sẽ đem đến cho bạn những cái sự nhận thức về bản thân, mà tức là bạn khi mà bạn ở trong mối quan hệ với người này, nó sẽ có cái tác động rất là to lớn đến cái con người của bạn. Có thể là những gì xưa nay bạn không nhận thức rõ ràng về bản thân, hoặc là bạn bạn không để ý rằng những cái tổn thương nó vẫn còn ở đó, hay những cái nỗi sợ nó vẫn còn ở đó, hay những cái thói hư tật xấu, những cái hạn chế trong con người của mình nó là như vậy. Thì thường những cái soulmate họ họ là cái giống như họ là cái tấm gương phản chiếu cái con người của chúng ta, và họ sẽ giúp bạn nhận thức được tất cả những cái gì từ sâu thẳm trong nội tâm của bạn, và giúp bạn tìm được cái sự thực, tìm được cái ánh sáng dọi vào tâm hồn bạn, để bạn có thể nhận thức hơn, rõ hơn về cái những cái gì mình cần phải được hàn gắn, được chữa lành, cần phải khắc phục, cần phải vượt qua trong chính con người của mình. Và cái mối quan hệ này nó giống như là ngọn đèn soi đường cho bạn, để bạn có thể đi tới, không chỉ là trong trong cái hành trình giữa bạn và người này, mà trong cái hành trình của cuộc đời bạn, của cái cuộc hành trình đi tìm chính bản thân mình. Thì rất là cái mình rất là thích hai cái lá bài này khi nó đi cùng nhau, cái ý nghĩa của nó. Bởi vì bạn bạn là cung thứ ba hay là thứ tư có lá soulmate rồi, nhưng mà với mỗi cung cái ý nghĩa của cái mối quan hệ soulmate này nó đều khác nhau. Cái lá bài đi kèm giải thích nó đều mang những cái âm hưởng khác nhau, và mình rất thích cái kết hợp của cái hai lá bài này, bởi vì nó cho thấy là cái mối quan hệ soulmate của các bạn nó không hề là nó không chỉ đem đến cho các bạn như mình nói là một cuộc sống màu hồng, những cái gì nhẹ nhàng êm ái nhất, mà nó thách thức bạn, nó rất là sâu sắc và nó thực sự làm thay đổi con người của bạn, to the core, mình không biết nói như nào, là cái bản chất, thực sự cái bản chất trước giờ bạn có thể bạn nghĩ là bản tính khó rời, nhưng mà có những cái mối quan hệ khi mà đến với nhau, có những người khi người ta đến với mình, người ta làm thay đổi hoàn toàn cái cách nhận thức, cái cách nhìn nhận của mình với thế giới bên ngoài, và kể cả với cái thế giới bên trong bản thân mình nữa. Thì đây chính là một mối quan hệ soulmate như vậy. Lá bài thứ hai mà chúng ta có đó là Worth Waiting For. Divine timing is at work in your love life. Và cái lá bài đi kèm đó là The Judgment. Với lá bài này thì có một số thông điệp khác nhau. Thứ nhất là mình cảm giác là cái bạn có một số bạn cử giải chưa gặp cái soulmate này, và cái người này họ đang đến với bạn, có thể bạn chưa gặp nhưng người này rất là đáng để mong chờ, đáng để chờ đợi, và người này sẽ xuất hiện khi mà cái thời điểm để đúng thời điểm, bởi vì cái tình huống này nó có yếu tố định mệnh hay là duyên, gọi là gì nhỉ, nhân duyên ở đây, tức là các bạn thấy là có những thiên thần đang đứng sau cánh gà và đạo diễn, những cái sắp xếp những cái chi tiết tình tiết, để khi đúng thời điểm người này sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn, và chắc chắn bạn sẽ nhận ra, bởi vì soulmate luôn luôn nhận ra nhau. Và với lá Judgment ở đây thì nó nói về một cái quyết định rất là quan trọng,
mà bạn cần phải đưa ra cái quyết định này, nó có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Và cái quyết định này sẽ được đưa ra sau khi bạn đã trải qua một cái khoảng thời gian lắng đọng và lắng nghe bản thân mình, lắng nghe cái trực giác, những cái linh tính hay là những cái chỉ dẫn từ bên trong linh hồn của bạn mách bảo. Nó làm cái có rất là nhiều lá nói về cái việc đưa ra quyết định, nhưng mà với judgment thì nó nhấn mạnh về cái quá trình bạn đã trải qua một khoảng thời gian rất là trải qua rất là nhiều sóng gió để học và trưởng thành. Và chính từ những cái kinh nghiệm, cái sự chín chắn hay những cái trải nghiệm mà bạn trải qua trước đây, dù nó không hề dễ dàng nhưng nó đem đến cho bạn sự chín chắn và trưởng thành, và để bạn có thể đưa ra được một cái quyết định đúng đắn có cái ý nghĩa làm thay đổi cuộc đời của bạn. Thì có thể cái judgment này nó sẽ liên quan đến soulmate của bạn. Với những cái người mà với những cự giải đã gặp soulmate của mình và đã trải qua một cái mối quan hệ khá là sóng gió với cái soulmate đó, với những cái người đặc biệt đó, thì có thể hai bạn sẽ có một cơ hội nữa. Lá judgment này cũng nói về cái việc hồi sinh, cơ hội thứ hai. Thì nếu các bạn, bởi vì The Hermit ở đây cũng nói về độc hành, có nghĩa là dành thời gian một mình để đi sâu hiểu rõ bản thân mình hơn và cách ly với thế giới bên ngoài, ít giao du với thế giới bên ngoài và phần lớn là sống trong thế giới của mình để tìm hiểu bản thân mình. Thì mình có lẽ cái soulmate relationship này đã rất là khó khăn cho bạn, và cả hai bạn có một khoảng thời gian chia tay với nhau hoặc là tạm tạm nghỉ không nhất thiết là chia tay, nhưng mà tạm cho nhau thời gian để hai người có thể suy nghĩ thêm, hai người có thể lắng đọng thêm. Thì với lá này, với hai cái lá này thì nó nói về việc là các bạn sẽ rất có thể có cơ hội hàn gắn và có cơ hội cho cái mối quan hệ này một cái cơ hội thứ hai, và nó đáng để mong chờ. Khi cái lần thứ hai này các bạn quay trở lại với nhau, các bạn đã học được rất là nhiều từ những cái mâu thuẫn hay là những cái challenge trước đây mà hai người gặp phải, và cái khoảng thời gian dành để làm cái người độc hành này đã giúp các bạn rất là nhiều để đưa ra cái quyết định đúng đắn khi quay trở lại với nhau. Những gì mà các bạn có thể cải thiện trong chính bản thân mình và trong cái mối tương tác giữa hai người để hai người có thể có một mối quan hệ tốt đẹp hơn, và nó giống như là tái sinh. Các bạn có thể thấy ở đây là thiên thần Raphael đang tức là ngày ngày phán xét những cái xác chết trong cái hòm đang sống dậy. Đây là cái cơ hội tái sinh, cái cơ hội lần hai cho các bạn, có thể liên quan đến một mối quan hệ hay cũng có thể là cơ hội thứ hai cho bất kỳ cái gì mà trước đây nó đã không thành. Lá bài cuối cùng mà các bạn có đó là finances and career, là tài chính và sự nghiệp. Thì có thể trong thời gian qua các bạn đã tập trung nhiều hơn để ưu tiên nhiều hơn phát triển sự nghiệp và vấn đề tài chính của mình. Có thể là qua cái thời gian mà các bạn tạm tạm nghỉ yêu để dành thời gian nhiều hơn cho bản thân của mình, để tìm hiểu bản thân mình hơn, thì đó cũng là khoảng thời gian mà các bạn dành nhiều thời gian hơn để chăm lo phát triển cho bản thân, trong đó có cả sự nghiệp của các bạn. Và hai lá bài đi kèm ở đây thì cũng rất là tốt.
Đó là lá Nine of Cups, là lá này là wish coming true, ước mơ trở thành sự thực. Thì nếu bạn có được những cái hoài bão hay là những giấc mơ nào mà các bạn ấp ủ về sự nghiệp, công việc của các bạn, thì trong tháng 2 này các bạn sẽ nhận được tin vui, các bạn sẽ nhận được những cái diễn tiến mà giống như là giấc mơ trở thành hiện thực. Và cái lá tiếp theo là Four of Swords, là cái lá các bạn có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nếu thời gian qua bạn đã lo nghĩ rất là nhiều, đã trải qua rất là nhiều sóng gió, thì đây là cái thời gian bạn có thể tạm nghỉ, có thể gác kiếm nghỉ ngơi, và có thể các bạn dành cho mình một cái chuyến đi đâu đó, hay là chăm sóc bản thân mình bằng những cái hoạt động nào đó mà bạn cảm thấy phù hợp với mình. Bởi vì lá bài này nó nhấn mạnh về việc là nghỉ ngơi, thư giãn, lắng đọng, chăm sóc bản thân, và đừng vội vàng quyết định một cái gì cả. Hãy cho mình thêm thời gian để suy nghĩ. Bởi vì chắc chắn khi các bạn đưa ra quyết định thì cái quyết định này nó rất là quan trọng, và nó có tác dụng hay là nó có ảnh hưởng rất là sâu sắc đến cuộc sống của bạn. Mình tin là khi thời điểm đến các bạn sẽ đưa ra với hai cái lá bài này, thì chắc nó thực sự là nhấn mạnh cái việc là khi thời điểm đến các bạn sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn, dù là về công việc hay là về cái mối quan hệ này. Nhưng dù gì đi nữa, dù quyết định là gì đi nữa, thì nó sẽ đem đến cho bạn một cái cơ hội thứ hai để làm lại từ đầu. Có thể bạn sẽ cho bạn và người đó một cơ hội nữa, hoặc nếu không thì nó cũng cho bạn một cái sự khởi đầu mới, một sự làm lại với chính bản thân mình, với cuộc sống của mình. Và ở cuối bộ bài thì chúng ta có lá Five of Pentacles. Với Five of Pentacles thì nó nói về cái việc là bạn cảm thấy như là mình bị bỏ rơi, mình cảm thấy thiếu thốn về mặt vật chất và tình cảm. Nhưng cái bài dự đoán này thì mình chỉ tập trung về mặt tình cảm, cho nên mình cảm thấy là đây là cái cảm giác của bạn trong cái, có thể trong cái mối quan hệ hoặc là trong cái thời gian sóng gió vừa qua, bạn cảm thấy như là mình không được chăm sóc, không được nhận được những cái gì mà mình cho đi, mình bị bỏ rơi. Và nó tạo ra là nhiều những cái đau khổ, hay là bạn cảm thấy sợ, bạn nó làm khuấy lên cái nỗi sợ trong 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 bạn về cái cảm giác cô độc hay là bị bỏ rơi. Bởi vì cái The Hermit này cũng nói về cái sự độc hành, sự đơn độc. Có thể bạn bạn cảm thấy cô đơn trong cái mối quan hệ này, nhưng như mình nói là cái những cái soulmate relationship nó thực sự đến với mình để giúp mình vượt qua những cái nỗi sợ hay là những cái tổn thương trong nội tâm của mình, mà bình thường khi mà mình ở một mình hoặc là mình ở trong mối quan hệ với những người nào mà mình không có thực sự có cái liên kết sâu sắc thì mình sẽ không nhận ra điều đó. Bởi vì tình cảm càng sâu nặng đến đâu thì mình càng dễ bị tổn thương và càng dễ bộc bạch những cái điểm yếu của mình, càng dễ nhận thức được là đâu là những cái nỗi sợ của mình, những cái điểm hạn chế trong tâm lý hay là nội tâm của mình bấy nhiêu. Thì có thể các bạn bị một cái nỗi sợ làm bị bỏ rơi, bị cô độc, và cho đi mà không nhận lại được những cái gì tương tương ứng. Ở bên dưới các bạn có lá Seven of Swords, thì lá này cũng cảm thấy như là mình bị đối xử không công bằng, cảm thấy như có cái gì, có những cái gì khuất tất sau lưng mình, ai đó không chia sẻ hết, hay là có những cái điều mà họ giấu cho riêng họ và họ không chia sẻ hết, làm cho bạn
cũng có thể cái cảm giác mà bị bỏ rơi đó đến từ cái việc là người kia không chia sẻ hết, không không bộc bạch hết những cái gì trong nội tâm của họ, và bạn làm cho bạn cảm thấy như là mình bất lực, mình không giúp được gì, hoặc là mình là người ngoài cuộc. Bạn có rất là nhiều những lá bài thể hiện về cái sự thất vọng, đau buồn, nhưng với cái lá Five of Cups này thì nó khuyến khích bạn là hãy nhìn vào cái mặt tích cực của vấn đề. Tức là với cái lá này thì ba cái ly đã đổ ở trên sàn, đổ trên đất và không cứu vãn được, nhưng vẫn còn hai cái ly vẫn còn đứng, và Two of Cups thì là biểu tượng của một tình yêu rất là sâu sắc, soulmate relationship. Cho nên cái mối quan hệ của bạn nó vẫn còn cơ hội, và nó không đến nỗi là hoàn toàn tiêu cực, hoàn toàn không vô phương cứu chữa, mà chỉ cần bạn quay lưng lại, bạn sẽ thấy là vẫn còn hai cái ly, và bạn vẫn có thể vun đắp được cho tình cảm này. Rất là hay. Ở tiếp lá bài tiếp theo, và mình sẽ dừng ở đây, mình sẽ không rút tiếp. Lá bài tiếp theo mà bạn có đó là The Star, là ngôi sao. Lá bài này nói về việc hàn gắn những tổn thương, cũng nói về việc wish coming true, nhưng mà nó thiên về cái mặt là tức là giấc mơ trở thành sự thực, nhưng mà nó thiên về là bạn đang đi đúng hướng, và tất cả những cái gì đang xảy ra là nó là định mệnh. Nó giống như là written in the star, là nó đã được viết trên những vì sao. Những cái sóng gió bạn đang trải qua thực sự là nó xảy ra với một mục đích để cho bạn hiểu bản thân mình hơn, hàn gắn được những cái vết thương trong nội tâm của mình, và có thể giúp cả người kia hàn gắn vết thương của họ nữa. Ok, mình sẽ rút thêm một lá bài trong bộ Mermaid, và những nàng tiên cá và cá heo, Magical Mermaids and Dolphins, cũng của Doreen Virtue. Mình có khá là nhiều bộ bài của tác giả này. Oopsie, ok. Mình sẽ lấy lá này. Dream Big một lần nữa, nhân mã. Mình nếu mình không làm thì là cái cung mình vừa làm trước đây là nhân mã, cũng cũng có lá bài này, đó là Dream Big, có nghĩa là hãy dám ước mơ, và không chỉ dám ước mơ mà hãy mơ, bởi vì không ai đánh thức ước mơ cả, hãy mơ lớn. Và hãy từ bỏ những cái suy nghĩ nhỏ nhoi về bản thân mình và thấy bản thân mình thành công. Cho nên tất cả những cái tâm lý này, đau buồn, cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy mình như người ngoài cuộc, hay là những cái suy nghĩ giống như là pity yourself, là thương hại bản thân mình, bạn phải bỏ những cái suy nghĩ đó đi, bạn phải bỏ những cái tâm lý tự ti hay là tiêu cực về bản thân và về cái hoàn cảnh của bạn đi. Bởi vì khi mà mình tập trung năng lượng của mình vào cái mặt nào thì bạn sẽ thu hút vào trong thực tế của mình những cái kết quả tương ứng. Nếu bạn chỉ có đau buồn, chỉ có nhìn vào những cái điểm tiêu cực của vấn đề, hay là chỉ thấy là mình đã bị đối xử bất công như thế nào, và bạn sẽ chỉ phát ra cái tần số ở cái level đau khổ, cho nên là cái kết quả đó nó sẽ cứ tiếp diễn. Nhưng nếu các bạn thay đổi cái tâm thế của mình, biết rằng mình xứng đáng với những gì tốt đẹp, và mình có thể đạt được những thành công, hay là mình xứng đáng được cái tình yêu như mà mình mong muốn, thì các bạn cũng sẽ nhận được những cái kết quả tương ứng. Cảm ơn cử giải đã theo dõi video dự đoán tình yêu tháng 2 của các bạn. Hãy subscribe cho channel của mình để theo dõi thêm nhiều video trong thời gian tới, và mình chúc các bạn có một tháng 2 nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.